Đây nha. Giờ mình quay ngược cái loại cái bản này ha. À nãy là mình quay cái cam tước á, cái nhà mình ăn á, là mình không thấy được cái bản ha. Thấy được cái bản mà không có thấy được cái chữ nó bị ngược cái nhà. Giờ mình quay lại ấy thử. Đây. Xem mình. Sắp ăn hết chưa ba? Quay luôn. Thì tôi quán cả nhà. Cải cải hay cọp? Chắc củ cải hay chị? Chắc củ cải hả? Quay đăng lên luôn mà. Đăng làm gì? Chủ kênh mà, em làm YouTube mà. Bây giờ tại đây review quán nè. Mì xào nè nha. Hủ tiếu mày này mày về vậy chị ba? Mì gà. Mì gà hả? Nè mình review lại cái quán của chị ba nha. Mì xào với hủ gà và cũng có hết. Vô đây hơi mờ rồi. Làm chi ba lại cái nữa giọt coi. Rồi. Ba nha. Ba cả nhà hãy nghe nhà video mới mình nha. Quên đem cái quay.
rồi quán luôn. Bạn rồi cái này rồi quán hả, rồi quán đó là bạn cái nhà cơm đóng nuôi hủ tiếu cháo cái gì có nước gì khác có nữa cái nhà. Mình đưa ăn quán này cả nhà. Cháo làm dưa buổi sáng hả chị ba? Có bán cháo là buổi sáng luôn cả nhà. Nước với mình cả nhà. Nước với mình nha. Sẵn mình đi ăn gì mình đi vô quán của chị bà luôn cả nhà. Tại vì cái bảng nè, cái bảng này là nó vô cái máy mình á, cái webcam trước á, là nó quay cái chữ ngược lại để mình đọc cho các bạn ha, là chị bán cơm đấm nuôi đó các bạn, đấm nuôi hủ tiếu, sạch hủ tiếu cháo cà phê cái gì khác rồi đấy các bạn. Nhà hay quá, ở đây gần đây á, thằng nhà đi xa gì có ở đi nha, có gì cái bụng thì ghé vô nha cả nhà. Nào quên để cái quay cái lọc cọc quá. Mời em quán nha, uống với anh này nha em. Quên từ nãy giờ uống uống hết rồi, hết chai rồi, uống hết chai mới mời chửi nè, mời vô một vô bà chửi nghe bà chửi nè. Đây cả nhà, cả nhà thấy video mình có hay, cả nhà cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà, để mình có động lực mình quay cái video mới cho cả nhà mình xem ha. Rồi bye cả nhà, lâu lắm rồi mình mới đi quay nè, quay mà quên em cái quay rồi. Bye cả nhà nha. Cứu cả nhà. Dạ em quay đó luôn. Giá cái việc mình cả nhà ơi. Rồi ok đó. Không thấy mình nhưng cả nhà. Mũi cha biết tiêu mặt.
Nó chưa để. Chậm lại cái nước nha. Bật cái chén này bật. Quay luôn chị chủ quán à. Ây da nóng quá, ây da nóng quá. Ây da, ây da, ây da. Thấy cái em chà nước luôn rồi chị. Năng lực. Tưới với mình nha cả nhà. Làm chị chủ quán đây luôn.